Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Quảng Bình ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay, thứ sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2020 có những nội dung chính như sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Du lịch. Quảng Bình tiếp nhận và vận chuyển 200 công dân từ thành phố Đà Nẵng trở về thực hiện cách ly y tế. Các địa phương trong tỉnh chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng cho năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua ngày 3 tháng 9, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã có buổi làm việc với Sở Du lịch về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, về dự thảo chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021-2025. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương, đơn vị liên quan. Những năm qua lượng khách du lịch đến Quảng Bình liên tục tăng. Năm 2019 có 5 triệu lượt khách du lịch đến Quảng Bình, tốc độ tăng bình quân đạt 30,55% một năm. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 8 tháng đầu năm lượng khách ước đạt 1.592.600 lượt, chỉ đạt 39% so với kế hoạch và giảm 57% so với cùng kỳ năm 2019. Số lượng cơ sở lưu trú tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên và cả công ty lữ hành quốc tế tăng nhanh so với thời gian trước. Toàn ngành có khoảng 6.000 lao động trực tiếp và 12.000 lao động gián tiếp. Công tác hỗ trợ xúc tiến đầu tư phát triển, quảng bá du lịch được triển khai tích cực, các sản phẩm du lịch ngày càng phong phú và đa dạng. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá khách quan nghiêm túc những việc đã làm được, chưa làm được, đặc biệt là những tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với doanh nghiệp và người lao động. Trên cơ sở đó, cùng rút ra bài học kinh nghiệm. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh ra soát lại các chính sách an sinh tỉnh, ra soát lại các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch theo các chính sách của nhà nước, triển khai nhanh phương án quy hoạch cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, đặc biệt là khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, cùng với việc quản lý nhà nước về quy hoạch, ra soát lại các dự án đầu tư du lịch, nhất là các dự án động lực. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ra soát thảo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai dự án đúng cam kết. Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải bổ sung sân bay Đồng Hới vào quy hoạch cảng hàng không quốc tế. Về một số cơ sở phục vụ du lịch còn thiếu như chợ đêm, trung tâm thương mại, phố đi bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới cần có cơ chế kinh phí để triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất chính phủ đưa hệ thống đường ven biển vào vốn trung hạn để thực hiện. Sở Du lịch triển khai ngay xây dựng văn hóa du lịch, đào tạo đội ngũ nhân viên phục vụ khách du lịch, chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chọn slogan về du lịch Quảng Bình thống nhất trong toàn tỉnh để đẩy mạnh quảng bá. Cũng trong sáng qua 3 tháng 9, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành đơn vị có liên quan để bàn các nội dung về phát triển dịch vụ môi trường rừng phục vụ du lịch. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay trên địa bàn tỉnh mới chỉ có một số đơn vị đã và đang triển khai xây dựng phương án quản lý rừng bền vững, đó là đội sản xuất lâm nghiệp Bồng Lai thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình, ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, chi nhánh lâm trường Trường Sơn thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm công nghiệp Long Đại và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình. Trong đó, ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã được tỉnh bố trí kinh phí để xây dựng phương án quản lý rừng bền vững trong năm 2020. Còn lại các đơn vị chủ rừng khác gồm 6 ban quản lý rừng và 4 chi nhánh lâm trường chưa có nguồn kinh phí để triển khai xây dựng phương án quản lý rừng bền vững. Riêng về nhu cầu xây dựng đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí thì hiện trên địa bàn tỉnh có nhiều khu vực có tiềm năng. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì việc xây dựng đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí phải phù hợp với phương án quản lý rừng bền vững được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do vậy, vướng mắc hiện tại là cả đơn vị chủ rừng phải xây dựng được phương án quản lý rừng bền vững trong thời gian tới. Để góp phần tháo gỡ khó khăn trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã xây dựng dự án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2030 và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở đó, tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành địa phương và các đơn vị chủ rừng đã tập trung phân tích về các nội dung đã triển khai,
một số khó khăn vướng mắc và bàn các giải pháp để phát triển dịch vụ môi trường rừng phục vụ du lịch trên địa bàn. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Công Thuật nhấn mạnh, việc phát triển dịch vụ môi trường rừng phục vụ du lịch chính là một trong những tiền đề cho chiến lược phát triển của tỉnh sắp tới về du lịch, nhằm đưa ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh hiện đều có các tiềm năng về phát triển rừng gắn với du lịch, vì vậy cần xác định được những vị trí tiềm năng để có quy hoạch phù hợp. Đối với dự án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2030, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần hoàn thiện thêm về nội dung trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành, trong đó gắn quản lý bảo vệ rừng bền vững với du lịch để xây dựng đề án mang tính khả thi cao, làm cơ sở để các đơn vị chủ rừng xây dựng phương án quản lý rừng bền vững. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá lại hiệu quả công tác sau đây sau rừng thời gian qua để có cơ sở thu hồi và chuyển đổi các diện tích đất rừng không phát huy hiệu quả. Các đơn vị chủ rừng sớm có kế hoạch và giải pháp xây dựng phương án quản lý rừng bền vững, quan tâm đến việc xã hội hóa, làm cơ sở lập đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng trong thời gian tới. Hôm qua ngày 3 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với các ngành liên quan về việc triển khai thực hiện kết luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương về phát triển các dự án nguồn và lưới điện. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo các huyện thị xã. Trong thời gian qua, tỉnh đã tập trung vào phát triển hệ thống nguồn và lưới điện gồm các dự án điện khí, điện năng lượng tái tạo, các dự án trạm biến áp 500 kV, đường dây và trạm biến áp đấu nối các dự án nguồn điện trọng điểm. Tập trung phát triển các ngành năng lượng mới, bảo đảm phát triển có lợi thế hài hòa trên các tiền đề sẵn nhằm tạo đột phá cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các đại biểu đã phát biểu kiến nghị đề xuất giải quyết các vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng, quy hoạch chi tiết, đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thi công để đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, đồng thời khẩn trương bổ sung quy hoạch các dự án điện mới theo quy hoạch điện 7 và 8 vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc quy hoạch và triển khai thực hiện các dự án điện theo đề án quy hoạch điện 7 và quy hoạch điện 8 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình. Nếu thực hiện được khoảng 60% các dự án năng lượng tái tạo theo đề án quy hoạch, thì mỗi năm đóng góp cho ngân sách tỉnh 6.500 đến 7.000 tỷ đồng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Quảng Trạch phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm các tồn đọng về công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai. Các sở ban ngành tích cực phối hợp với các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn trong chuyển đổi đất rừng các loại, đẩy mạnh việc quy hoạch cũng như tích hợp quy hoạch chung về các dự án năng lượng của tỉnh tầm nhìn đến 2050. Chiều qua ngày 3 tháng 9, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về tình hình triển khai xây dựng chính quyền điện tử. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, ban chỉ đạo huyện có kế hoạch ưu tiên xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện thuê phần mềm ứng dụng, nhất là những phần mềm thông minh, quyết tâm thực hiện chữ ký số tiến tới ứng dụng trên điện thoại thông minh, triển khai mô hình phòng họp không giấy, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ wifi miễn phí tại các điểm du lịch, nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin để đẩy mạnh thanh toán trực tuyến qua hệ thống mạng. 100% các máy tính của xã phải kết nối Internet và có cơ chế ưu tiên đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các địa phương còn thiếu. Đưa vào tiêu chí thi đua, chấm điểm các cơ quan trong việc triển khai chính quyền điện tử. Rà soát các thủ tục hành chính bổ sung danh mục thủ tục tại trung tâm một cửa liên thông huyện. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, thành viên ban chỉ đạo cần tham mưu tích cực cho ban chỉ đạo triển khai hiệu quả nghị quyết số 17 của chính phủ về phát triển chính phủ điện tử, xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh trên cơ sở cân đối các nguồn lực hiện có. Chỉ thị 15 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính, chuyển từ môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, tuyên truyền khuyến khích các cá nhân doanh nghiệp hình thành thói quen thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến,
tổ chức có hiệu quả các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các xã, thị trấn. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, hôm qua ngày 3 tháng 9, 200 công dân Quảng Bình đang sinh sống, học tập và công tác tại thành phố Đà Nẵng đã được các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình tổ chức tiếp nhận và vận chuyển về Quảng Bình để thực hiện việc cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, trong đợt này, các đối tượng được ưu tiên bao gồm người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và các trường hợp đặc biệt khác. Để đảm bảo công tác vận chuyển công dân được an toàn, trong quá trình tiếp nhận vận chuyển, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình đã triển khai các phương án và tuân thủ các nguyên tắc quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo lịch trình trong quá trình di chuyển của công dân đã được công an tỉnh thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, cả công dân Quảng Bình cũng đã được các cơ quan chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi như cung cấp đồ ăn, nước uống trong quá trình di chuyển. Được biết, cả công dân này sau khi trở về Quảng Bình sẽ được cách ly y tế tập trung và theo dõi sức khỏe thường xuyên theo đúng quy định. Đồn biên phòng Làng Ho, bộ đội biên phòng Quảng Bình đứng chân trên địa bàn xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, phụ trách quản lý trên 30 km đường biên giới và 11 cột mốc quốc giới. Đây cũng là địa bàn tiếp giáp với tỉnh Quảng Trị, nơi có một số ca mắc COVID-19. Địa bàn đồn biên phòng Làng Ho quản lý chủ yếu là người Vân Kiều, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội còn rất nhiều khó khăn. Bằng phương châm 4 cùng, 4 tại chỗ, đồn biên phòng Làng Ho đã và đang kiểm soát tốt địa bàn. Đây là yếu tố tiên quyết trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhờ thể trận lòng dân mà đồn cùng với các lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt, vận động người dân trên địa bàn không đi vào các vùng có dịch, cũng như trở về địa phương từ vùng đang có dịch. Trên địa bàn đã có 5 chỗ kiểm soát của đồn biên phòng Làng Ho được lập để ngăn chặn người từ bên kia biên giới vào nội địa trái phép. Bên cạnh đó, đồn đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây cũng là một trong chuỗi hoạt động thực hiện kế hoạch tháng cao điểm tuyên truyền vận động quần chúng ở khu vực biên giới phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới của Bộ đội Biên phòng tỉnh. Vừa qua, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ bàn giao và trang cấp phương tiện, trang thiết bị nhằm bổ sung, động viên kịp thời cho lực lượng công an xã chính quy công tác ở địa bàn cơ sở. Đợt này, Công an tỉnh được bù cấp phát 32 mô tô, 146 tủ sắt, 85 máy phát điện và nhiều công cụ hỗ trợ, vật tư quân trang phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng công an xã chính quy. Phát biểu tại lễ bàn giao và trang cấp phương tiện, trang thiết bị cho công an xã chính quy, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh mong muốn lực lượng công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, nêu cao trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững ổn định an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Chương trình Quảng Bình ngày 10 sáng nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Hỗ trợ trên 900 triệu đồng vốn khuyến công quốc gia cho các hợp tác xã. Các địa phương trong tỉnh chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng cho năm học mới. Trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại Sở Công Thương Quảng Bình vừa thực hiện tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia năm 2020 cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chương trình khuyến công quốc gia năm 2020, Trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại Quảng Bình đã thực hiện đề án hỗ trợ dùng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến các sản phẩm nông sản với nguồn kinh phí 900 triệu đồng cho 3 cơ sở công nghiệp nông thôn là Công ty trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp Xanh Quảng Bình, Hợp tác xã sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Bắc Tiến. Từ nguồn vốn khuyến công, 3 cơ sở công nghiệp nông thôn đã đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng của sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong tỉnh và khu vực, giải quyết đầu ra nông sản cho bà con nông dân. Đồng thời, tạo việc làm cho gần 50 lao động với thu nhập bình quân đạt 5 triệu đồng mỗi người một tháng. Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2020, cô học trò nghèo Trương Thị Thu Hằng ở thôn 3 Kim Bảng, xã Minh Hóa là học sinh lớp 12A1 trường trung học phổ thông Minh Hóa, là thí sinh đã đạt điểm 10 môn lịch sử. Đây không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của thầy và trò của ngôi trường ở vùng cao khó khăn này. Không chỉ đạt điểm 10 môn lịch sử mà các môn khác em cũng đạt điểm khá cao. Môn giáo dục công dân đạt 9,25 điểm, môn khoa học xã hội 9,25 điểm, môn địa lý 8,50 điểm.
Trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi thì em đã cố gắng học hết những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa và cũng như là gạch chân những ý chính trong các từng chương từng bài để có thể lọc ra những câu hỏi từ cho bản thân mình và từ đó thì in ra các bài trắc nghiệm và từ đi làm lại nhiều lần và sau đó và thì cố gắng luyện thật nhiều đề và trong những tháng cuối cùng thì em tập trung luyện đề và xem lại những kiến thức cơ bản để có thể chuẩn bị tốt cho kỳ thi. Ngoài sự nỗ lực để có được kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, em Trương Thị Thu Hằng còn có thành tích đáng nể trong 3 năm học dưới mái trường Trung học phổ thông Minh Họa. 3 năm liền, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm lớp 11, em tham gia kỳ thi học sinh giỏi sử do Sở Giáo dục tổ chức và đạt giải nhì. Lên lớp 12, em tiếp tục vào đội tuyển của trường tham dự kỳ thi học sinh giỏi môn lịch sử tại tỉnh và mang về giải ba cho trường. Hằng là một cái học sinh mà có năng lực về môn lịch sử và rất là yêu thích và đam mê cái môn học này. Do đó mà từ sớm thì tôi đã phát hiện ra và bồi dưỡng em Hằng. Đối với là chúng tôi là người giáo viên thì rất là tự hào khi mà có những học sinh mà đạt được những cái thành tích như vậy. Lớn lên ở vùng quê nghèo, hiểu nỗi vất vả và khó khăn của bố mẹ phải chạy ăn từng bữa để lo cho các em, nên ý thức tự học của Hằng rất cao. Em phần lớn dành thời gian buổi tối để học. Những buổi không học ở trường, Hằng cùng giúp mẹ làm việc ngoài đồng áng. Hằng cho biết em đã đăng ký ngành phương đông học của trường Đại học Khoa học Huế và sẽ phấn đấu cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng gia đình, thầy cô. Để chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021, thời gian qua huyện Lệ Thủy đã tích cực đầu tư xây mới và cải tạo nhiều công trình trường học. Huyện đã lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình dự án và huy động nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư xây mới, cải tạo một số phòng học và bể bơi tại các trường học với tổng kinh phí khoảng 120 tỷ đồng. Nhờ vậy nên đến nay toàn huyện có 17 bể bơi và 1.357 phòng học, trong đó có 861 phòng học kiên cố và 199 phòng học bán kiên cố. Với mục tiêu vừa phòng chống có hiệu quả dịch bệnh COVID-19, vừa nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, các trường học ở huyện Lệ Thủy cũng đã tích cực mua sắm một số vật dụng cần thiết phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Tại huyện Quảng Trạch, thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, ngành giáo dục và đào tạo huyện cũng đã tập trung mọi nguồn lực chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn sàng cho năm học mới. Năm học này, trường mầm non Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch có 11 nhóm lớp với 33 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong những năm qua, nhà trường luôn được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Quảng Trạch cũng như xã Quảng Thanh trong việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp. Nhờ vậy hiện nay trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường mầm non Quảng Thanh thì ngay đầu năm học thì chúng tôi đã triển khai chỉ đạo các giáo viên, lao động vệ sinh cũng như chuẩn bị các công tác về cơ sở vật chất cũng như điều kiện trong và ngoài lớp để chuẩn bị đón trẻ vào trường. Nhà trường cũng đã chỉ đạo cán bộ giáo viên, nhân viên là thông báo với toàn thể phụ huynh nâng cao cái ý thức trách nhiệm trong cái việc chung tay phòng chống dịch COVID-19 và cái công tác chuẩn bị của nhà trường đó là chuẩn bị các cái điều kiện cơ bản nhất theo sự chỉ đạo của cơ quan y tế cũng như là lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo là chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19 là chuẩn bị tất cả các cái điều kiện liên quan đến phòng chống phòng cũng như là chống cũng như là các cái điều kiện để mà chuẩn bị tốt nhất cho các cháu đến trường. Ủy ban xã đã thành lập đoàn để tiến hành kiểm tra khảo sát các cái cơ sở vật chất để tiếp tục khắc phục. Và hiện nay thì có như là cũng đang tiến hành cái khắc phục ở tại các nhà trường, ở các cái hạng mục. Thứ hai là tập trung chỉ đạo cho các nhà trường tăng cường cái công tác vệ sinh môi trường để chuẩn bị cho công tác năm học mới, đồng thời đảm bảo cho cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID. Để chuẩn bị bước vào năm học mới, thời gian qua, ngành giáo dục đào tạo huyện Quảng Trạch đã tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, huy động quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền trong đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ dạy và học, tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình sách giáo khoa mới, nhất là đối với học sinh lớp 1.
Đối với bậc trung học cơ sở thì chúng tôi tiếp tục là xây dựng, chỉnh sửa lại chương trình để phù hợp hơn với điều kiện dạy học trong tình hình hiện nay. Còn đối với bậc tiểu học thì chúng tôi đang dành mọi nguồn lực để cho chuẩn bị cho chương trình thay sách 2018. Về phía đội ngũ chúng tôi bố trí những giáo viên có năng lực tốt để cho các đồng chí đi tập huấn và tiếp cận với bộ sách mới. Còn về phía cơ sở vật chất để phục vụ cho chương trình thay sách 2018 thì chúng tôi cũng đã là chuẩn bị được cho các cháu đầy đủ sách và trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy học và học tập của các cháu trong năm học 2020-2021. Trường Trung học Cơ sở Hồng Hợp là một cái trường nằm trên cái địa bàn miền núi, thì cũng về cơ sở vật chất thì đến nay cũng rất là khó khăn, thiếu thốn, đặc biệt là như cái phòng học bộ môn thì hiện nay chỉ có được 2 phòng, chỉ có là phòng tiếng Anh và phòng học tiếng Anh và phòng tin học thôi. Trong cái điều kiện như vậy thì nhà trường cũng đã từng bước khắc phục để tu sửa lại cơ sở vật chất, rồi chuẩn bị mọi cái trang thiết bị đảm bảo đầy đủ mọi cái cơ sở vật chất cho năm học mới. Theo kế hoạch, năm học 2020-2021, huyện Quảng Trạch dự kiến có trên 24.200 học sinh với hơn 1.700 cán bộ giáo viên ở các cấp học. Trong năm học này, ngành giáo dục đào tạo huyện tiếp tục thực hiện chương trình hành động của huyện ủy về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, lấy đổi mới công tác quản lý làm khâu đột phá. Bước vào năm mới 2020-2021 thì phòng dục đào tạo cũng đã tham mưu ủy ban nhân dân huyện triển khai cơ sở vật chất, đặc biệt là những cái đơn vị trường học mà thiếu phòng học với những phòng học có xuống cấp thì ủy ban huyện hỗ trợ kinh phí tu sửa và xây dựng mới. Nhất là trong năm vừa rồi thì một số đơn vị đang xây dựng dở dang thì đầu tư và đặc biệt là đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng để hoàn thành chuẩn bị cho công tác khai giảng năm mới. Phòng dục chỉ đạo các đơn vị trường học phối hợp với trung tâm y tế của huyện và các đơn vị y tế tại các xã để tổ chức cái phun độc khử trùng và gây diệt khuẩn tại các đơn vị trường học, nhất là chỉ đạo các trường tổ chức học sinh trước khi vào học tổ chức rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn, và trong năm học này thì khai giảng không tổ chức văn nghệ, không tổ chức dài như tổ chức hết sức ngắn gọn, tạo không khí vui tươi an toàn cho các đơn vị trường học. Năm học 2020-2021 này, ngành giáo dục và đào tạo huyện Quảng Trạch sẽ tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, củng cố vững chắc kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở tất cả các cấp học, đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học đã đề ra. Phần cuối chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay, mời quý vị và cả bạn theo dõi mục điểm tình hình trật tự an toàn giao thông. Từ 15 giờ ngày 2 tháng 9 đến 15 giờ ngày 3 tháng 9, hoạt động giao thông trên các tuyến được đảm bảo an toàn thông suốt. Tuy nhiên, tại địa bàn huyện Bố Trạch xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 3 triệu đồng. Các địa bàn khác không có tai nạn giao thông cũng như các đột biến về giao thông xảy ra. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là tập trung vào các đối tượng xe ô tô tải vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản 78 trường hợp vi phạm luật giao thông, dự kiến phạt tiền khoảng 92 triệu đồng, với các lỗi không có giấy phép lái xe 5 trường hợp, chạy quá tốc độ quy định 45 trường hợp, không sử dụng đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau 9 trường hợp, chở người ngồi trên buồng lái quá số lượng quy định 5 trường hợp, tự ý thay đổi kích thước thùng xe không đúng với thiết kế của nhà sản xuất 5 trường hợp, các lỗi khác 9 trường hợp. Mọi người khi tham gia giao thông hãy tự bảo vệ mình an toàn, góp phần đem lại bình yên trên mỗi tuyến đường. Chúc quý vị và các bạn luôn an toàn khi tham gia giao thông. Chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết ngày 4 tháng 9 năm 2020. Khu vực thị trấn Đông Lê, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm 55 đến 95%. Khu vực thị trấn Quy Đạt,
mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm 55 đến 94%. Khu vực thị xã Ba Đồn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm 57 đến 90%. Khu vực thị trấn Phong Nha, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm 56 đến 95%. Khu vực thị trấn Hoan Lão, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm 57 đến 90%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm 58 đến 92%. Khu vực thị trấn Quảng Hầu, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm 58 đến 88%. Khu vực thị trấn Kiến Giang, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm 58 đến 92%. Dự báo thời tiết biển, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, vịnh bình thường, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm mùng 4, ngày mùng 5 tháng 9, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm từ 53.